Tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca ghi nhận tại Quảng Nam và 1 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trong sáng nay cũng đã ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 thứ 18 kể từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hôm nay có thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong 883 ca mắc tính đến 6 giờ ngày 13 tháng 8, đã có thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Vũng Tàu, nâng tổng số ca điều trị khỏi là 409 ca. Số ca còn đang điều trị là 456 ca, số ca tử vong là 18 ca. Trường hợp tử vong thứ 18 là bệnh nhân 485, bệnh nhân nữ 52 tuổi, địa chỉ ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Chẩn đoán tử vong, COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 133.340 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 5.361 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 25.043 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 102.936 người.